xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn SC nhá. Hôm nay thì lại quay lại với anh em bên phiên bản PUBG VNG. Và hôm nay thì rất là nhiều bạn có hỏi mình là tại sao mình không chơi bên VNG nữa. Và anh ơi, làm video clip so sánh giữa bản VNG, bản Global và bản Korean mà anh đang chơi đi. Thì hôm nay mình sẽ nói qua một chút về cái trải nghiệm của mình. Tại vì sao mình lại thích chơi bản Hàn Quốc, và tại vì sao mình lại vẫn đang còn khá lấn cấn khi mà rất là nhiều bạn đã yêu cầu mình là anh ơi anh chơi bản Việt Nam đi để bọn em còn gặp anh. Ok, từ từ đã, bây giờ mình đã nhảy xuống bot cam rồi. Ôi giời ơi, tôi nghe thấy tiếng của ông rồi nhá, chạy bằng mắt. Trời ơi, đây rồi, Uzi đi rồi anh em ạ. Nào xuống khuân bạn ấy lên bảng đếm số luôn nào. Nào ra đây, ra đây và đi chết đi. Ok, rất nhanh, không còn gì để nói nữa anh em ạ, quá nhanh và nguy hiểm. Ô, SKS này mình đổi luôn. Ui, mũ ba các thứ luôn này. Phê. Thì rất là nhiều bạn có hỏi mình là anh ơi sao anh không chơi bản VNG nữa. Cái thứ nhất là bên bản Hàn Quốc kia, cái đợt mà VNG lag ấy, thì mình đã qua bản Hàn Quốc, và quả thực là khi mà mình qua đấy ấy, thì mình quay được rất là nhiều đồ. Cho nên là bây giờ để mà nói mình sẽ quay lại bản VNG thì nó hơi khó anh em ạ. Với lại mình quay đồ ở bên kia nó cũng hên hơn nữa. Cái thứ hai là nhiều bạn có hỏi với mình là anh ơi anh chơi bên bản Hàn Quốc thì làm sao bọn em có thể gặp anh được. Thì câu trả lời cho các bạn đó chính là các bạn vẫn gặp mình bình thường, bởi vì là bản Global, bản Hàn Quốc và bản VNG đều chung một server hết anh em nhá. Nó chỉ khác nhau về cái phiên bản thôi, còn server là vẫn chơi chung với nhau. Anh em hiểu cái mà mình nói không? Có nghĩa là cái phiên bản quản lý những cái tài khoản ấy thì là khác nhau, nhưng mà cái server để anh em chơi chung ấy, miễn sao anh em chọn cùng, giống như kiểu anh em chọn cùng nhau là Asia, hoặc là anh em chọn cùng nhau là bên mẽo bên đâu đó ấy, thì các bạn sẽ chơi được cùng với nhau. Và mình vẫn chơi server Asia, đơn giản thôi, bởi vì là server Asia sẽ là server ngon nhất khi mà những người Việt như mình hoặc là những người Đông Nam Á như mình connect vào thì nó sẽ là ok nhất rồi. Còn tất nhiên nó sẽ có server Korea, nhưng mà mình thấy là cái server đấy cũng ping nó vẫn cao. Thứ nhất là ping nó cao hơn ping của mình. Cái thứ hai đó chính là tội gì, server Asia lúc nào cũng đông hơn mà. Cho nên là mình sẽ chơi server Asia. Đó. Thì như anh em nào tham gia custom thì cũng đã biết, hoặc là những anh em nào hay xem livestream của mình thì cũng đã biết rồi. Cái điều tiếp theo nữa đó chính là ở bên phiên bản PUBG VNG, không biết là các bạn có cảm nhận như mình hay không, nhưng mà mình chơi bên này ấy, thì mình cảm giác con nhân vật của mình nó khá là nặng. Mình cũng không biết diễn tả cho anh em ra làm sao, nhưng mà cảm giác những cái thao tác của mình ở trong cái phiên bản này ấy, nó không được thanh thoát. Và đó là lý do tại sao mình thích chơi bên phiên bản Korea hơn, bởi vì là ở bên đấy mình cảm giác nó có một cái độ mượt ấy. Đó, cho nên là mình không biết diễn tả cho anh em như thế nào, nhưng mình chỉ đấy là cảm nhận cá nhân của mình thôi. Và anh em cứ yên tâm nhá. Úi dồi ôi, anh em cứ yên tâm nhá, là dù mình có chơi ở phiên bản nào đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ mở custom cho anh em. Và những cái custom đó thì các bạn yên tâm là kể cả các bạn chơi PUBG Global, PUBG VNG thì sẽ vẫn vào được custom của mình hết. Đó, cho nên là những anh em nào còn lo lắng việc là mình chơi phiên bản này thì anh em không vào được custom thì đó là điều... Ô, vãi nồi ạ. Nhặt phát không đủ chỗ, nó rớt xuống đây luôn. Thì các bạn yên tâm về cái vấn đề đấy nhá. Còn lý do thì mình cũng đã giải thích rồi. Ok, bây giờ thì sẽ tập trung vào trận đấu này một chút đi. Đấy, anh em thấy chưa? Mình cảm giác như là cái xoay màn hình của nó không mượt ấy. Cho nên là mình... Nói chung là rất là muốn ủng hộ những cái sản phẩm cũng như nhà phát hành Việt, nhưng mà quả thật là nó tạo cho mình những cái ấn tượng nó không tốt ấy. Các bạn nhìn đồ mình thì các bạn cũng đã biết là mình cũng đã lạp vào đây rất là nhiều rồi. Và mình cũng khá là đắn đo khi mà
chuyển phiên bản, nhưng quả thật là bên kia đồ quay ra rất là dễ. Các bạn có thể thấy là mình nạp ở đây rất là nhiều, nhưng mà gần như là những cái bộ trang phục ấy mình không có. Mình toàn là trang phục raw pass hoặc là những trang phục mà mua hẳn luôn, mua đứt luôn ở trong shop ấy. 2000 mấy UC đấy. Đấy, như cái bộ trang phục váy đỏ này mình cũng là mua hẳn trong shop luôn. Còn ngoài ra là mình chưa quay được cái bộ đồ nào trong hòm mà nó ngon cả. Toàn là những bộ đồ kiểu màu tím tím hoặc là màu xanh xanh thôi. Cho nên là đấy là cũng là điều mà mình rất là nuối tiếc. Nhưng mà sang bên phiên bản kia thì mình đầu tư cũng chưa nhiều trong đấy, nhưng mà mình đã nhận lại được rất là nhiều thứ rồi. Các bạn có thể thấy hòm đồ của mình chật ních, đồ là đồ thôi. Rất nhiều luôn, đồ cam, đồ vàng, đồ hồng, rất nhiều luôn. Và điều đó nó thôi thúc mình tiếp tục chơi cái phiên bản đó. Ok, bây giờ thì chạy đến Paradis Resort thôi. Trận này nghe vẻ hơi vắng anh em ạ. Có thể là cái rank của mình ở bên server VNG này mới reset cho nên là nó không có nhiều nữa. Nhưng mà rõ ràng trận trước mình bắn rất là nhiều, rất là đông người luôn ấy. Nhưng mà hơi đáng tiếc một tí là sau khi làm xong cái vlog clip đấy thì mình nhỡ tay ấn nút delete. Mà lại là delete. Cho nên là không thể nào lấy lại được anh em ạ. Nhỡ tay anh em ơi. Mình định xóa cái ảnh thôi mà cuối cùng nhỡ tay xóa luôn cả vlog clip. Mà lại ấn ship để xóa nữa, cho nên là không thể nào lấy được lại ở trong thùng rác. Hơi buồn. Nhưng thôi không sao cả. Tốt một nó là dễ thôi. Nào, còn ai không? Mình nghĩ là cái người mà mình vừa giết đấy là người anh em ạ, chứ không phải là boss đâu. Cho nên mình sẽ phải cẩn thận. Cẩn tắc vô ấy náy. Biết đâu bất ngờ các bạn ấy lại còn đang tụ tập ở trong đây thì sao? Nào, còn ai tụ tập ở trong đây thì ra đi. Come on. Nghe vẻ khá là yên tĩnh anh em ạ. Bo thì đã đến đây rồi. Mà người thì vẫn chưa thấy đâu. Á đủ. Đi đâu đây bạn nhỏ ơi? Đi đâu đây? Team Hàn Quốc anh em ạ. Lút thử tí. Nào, còn người ở bên kia nữa đúng không? Bắn nhau rất là gắt luôn anh em ạ. Được rồi. Dù có thế nào đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ không thoát được đâu. Đi chết đi. Tôi đang khá là buồn khi mà tôi đã nhỡ tay xóa một trận top 1 20 mấy kill đây. Mà 20 mấy kill cực kỳ gắt luôn anh em ạ. Trận đấy mình bắn hay dã man. Mà mất video clip. Đấy. Thế mới biết là làm ra một cái video clip nó mất thời gian và nó tốn công, tốn sức như thế nào. Mà xóa đi một cái thôi là ân hận lắm anh em ạ. Nào. Trong cuộc đời mình là mình đã... Ấy! Chạy đâu đây? Chạy đâu đây? Trời ơi! Nghĩ gì vậy? Nào. Ôi, nhảy ra này. Nhảy ra này. Nào. Nhảy ra đâu. Thí sinh tiếp theo. Úi dồi ôi. Đó, anh em thấy cái lợi khi mà các bạn đứng ở góc này và bắn xuống khu vực resort chưa? Vô cùng lợi luôn. Nhưng mà anh em lên nhớ nhá, là lợi thì có lợi nhưng mà răng chẳng còn nữa nha. Đứng ở trên đây thì các bạn cũng phải chú ý đó, chứ không phải là cứ đứng ở trên đây thì là bất tử đâu. Không có. Anh em phải cực kỳ là để ý nhá. Bởi vì là đứng ở trên đấy thì mình cũng đã phân tích với anh em rồi đấy. Cái góc mà các bạn bắn được người ta thì góc đó cũng là góc mà người ta cũng dễ dàng bắn được bạn. Và cái góc mà các bạn có nhiều tầm nhìn và quan sát thì cũng là cái góc mà các bạn dễ bị nhiều người quan sát thấy nhất. Đó. Đó là điều mà không cần phải bàn cãi rồi anh em ạ. Ô, có đuổi kịp bo không? Đủ. Hình như mình đang ở chỗ xa nhất, không đuổi kịp bo hay sao ấy. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Ui, thề luôn anh em ạ. Mình rất ghét những cái bo vào bên kia nhá. Cực kỳ ghét luôn. Ô, shit. Bắn nhau này. Ấy, chờ mình với.
Nào, lặng im nghe tiếng mưa rơi, lặng im nghe nước mắt rơi, lặng im trong cơn tuyệt vọng. Những pha bắn đó là những pha bắn tuyệt vọng rồi anh em ạ. Bởi vì các bạn ấy đã gây sự chú ý của một con quái vật san hốc. Mình sẽ đến và hốt nguyên team. Tinh tinh. Nào bắn đi, bắn đi, bắn nữa đi. Trời ơi. Bắn là gắt. Wow. Bắn là gắt. Nào. Bắn nữa đi, còn ai không? Trốn đi đâu? Ai cứu được bạn bây giờ đây? Ai cứu được bạn bây giờ đây? Đó, anh em thấy chưa? Tự nhiên đang bắn thì nó giật. Ow. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. À, quay lại trả thù cho đồng đội anh em ạ. Đi chậm nói khẽ và cười duyên này. Còn không? Nào, gọi đồng đội ra đây, nhanh. Không gọi ra này. Bảo gọi không gọi. Giết luôn. Nào. Còn không? Chắc chắn còn rồi đúng không? Ok, mình sẽ đi. Xem có ở trong khu nhà này không. Oh shit, oh shit, oh shit. Đâu rồi? Vừa thấy chạy lên mà. À đây rồi anh em ơi. Đây rồi các cậu ơi. Hồi có lẽ là mình quyết định là nên đi anh em ạ. Bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời tăm tối. Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát. Đi thôi. Đó, ở đấy mà cứu nhau nha. Tớ đi vào ho đây. Bye bye. Các bạn xong rồi nhá. Chết hết rồi nhá. Trời ơi. Còn chây lì mà cứu nhau nữa thì mình đảm bảo là team đấy sẽ không vào bo được anh em ạ. Chắc chắn chết luôn. Chứ là thôi tốt nhất là cứ té trước. Bởi vì là chỉ còn có mấy chục giây nữa thôi thì vòng bo nó lại tiếp tục co. Mà cái vòng bo sau này chắc chắn là sẽ rất là thốn. Và mình không muốn kiểu chạy sau vòng bo xong rồi bắt đầu có thằng nó ở trong bo nó cam sẵn. Thốn lắm anh em ạ. Máu thì mất liên tục như thế này. Đó. Thanh niên kia chết rồi đấy anh em ạ. Ui, bảo Binboy kìa. Bảo Binboy bị bắn chết rồi. 11 mạng rồi anh em ạ. Đấy, đã bảo rồi mà. Tuấn HC không cần cá. Tuấn HC chỉ cần cá lớn mà thôi. Nào, ui, lại tiếp tục rồi. Sao chạy kịp đây? Từ từ, mình bơm miếng máu xong rồi mình lại tiếp tục chạy. Trời ơi, cái công việc đuổi theo cái vòng bo này nó mệt mỏi lắm anh em. Đấy, cho nên là mình vẫn khuyên anh em ấy, bắn gì thì bắn cứ phải để ý vòng bo. Chứ bắn mà cứ phải đuổi theo vòng bo như thế này nó rất là mệt. Và chẳng nhỡ có đứa nào ở trong vòng bo nó lại chơi kiểu chơi kiểu điếm thúi không? Nó cứ ngồi nó ke ra ngoài vòng bo thì các bạn đảm bảo các bạn không bao giờ vào được vòng bo đâu. Và những cái vòng bo nó còn cuối cùng như thế này nó tạo cho các bạn một cái áp lực bắt các bạn phải vào trong vòng bo rất là lớn. Rồi, bắn nhau rồi. Mình nghĩ là bắn nhau trên núi thôi anh em ạ. Thế là thôi, cứ đi thôi. Hãy cứ đi vì cuộc đời còn cho phép mà. Âu. Ngay trên đầu mình anh em ơi. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá cơ. Đi chết đi. Lò giò này. Shotting 90 này. Có bạn bè người thân hay là bằng hữu gì thì gọi ra đệ. Chắc là thanh niên này đang bắn với cái team. Oh shit. Rồi, tôi thấy có một thanh niên chạy vào khu nhà anh em ạ. Có lên. Chết rồi, cái đường này bắt buộc lại phải va chạm rồi anh em ạ. Bắt buộc lại phải va chạm rồi, bạn ơi. Đường dài không ngại bước chân. Mình nghĩ là đồng đội của bạn ấy đang ở trên núi. Ok. Thôi cất súng đi, chạy cho nhanh. Té. Mau. Ui, vòng bo ở kia rồi. Bây giờ mà nó nhòm từ trên núi xuống là coi như mình hẹo đấy. Cất súng đi, chạy cho nhanh nào. Còn có 13 mạng nữa thôi. Tính ra... Vãi cả nồi.
Vừa đang bảo là định tính ra một cái là cái đệt trả lụa chưa kịp tính gì. Trời ơi. Ui pha đấy, tại sao mình lại cất súng đi? Why? Trời ơi, tiếc quá. Vừa mất một trận đấu hay, bây giờ lại không được có cái top 1 trận này. Ok. Thôi có lẽ là mình sẽ dừng video clip lại tại đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.